Cửa sổ trời trên xe ô tô tưởng làm cho đẹp cho sang nhưng lại có công dụng bất ngờ. Nhiều người không hiểu, mai đến lúc xe hỏng mới biết, thật là quá phí. Tất nhiên khi mua xe, người tiêu dùng cũng sẽ rơi vào trạng thái phân vân. Có thiết bị không biết sử dụng có được không? Có thiết bị thậm chí chỉ là vật trang trí, cửa sổ trời cũng vậy. Một số tài xế lớn tuổi thẳng thắn cho biết, họ mới biết chức năng này của cửa sổ trời sau 8 năm lái xe. Tôi hy vọng những điểm sau đây có thể cung cấp cho bạn một số cảnh giác. Thứ nhất, vào mùa hè thời tiết tương đối nóng, nếu đóng kín xe trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng rất định đến hô hấp đột ngột của con người. Nếu không thông gió kịp thời sẽ khiến phổi của con người hít phải một số chất có hại. Mở cửa sổ trời có thể làm thoáng, bạn không phải lo lắng về tiếng ồn làm tổn thương màng nhĩ của bạn. Thứ hai, nó có lợi để giảm tiếng ồn của gió. Điểm quan trọng nhất của cửa sổ trời ô tô là để người ngồi thư giãn toàn bộ cơ thể trong quá trình lái xe. Khi mở cửa sổ trời có thể giảm bớt gió khô, thông gió kịp thời để không khí bên trong lưu thông, giải tỏa tâm lý hiệu quả. Thứ ba là xóa sương mù. Khi thời tiết xe lạnh, bên trong xe có một lớp sương mỏng, nếu không được làm sạch kịp thời sẽ dễ ảnh hưởng đến thị giác của người lái xe. Việc mở cửa sổ trời sẽ giúp không khí lưu thông, tạo cảm giác thoải mái vô tư. Mua xe có cửa sổ trời mà không biết sử dụng thì thật sự là hơi phí. Mong mọi chủ xe hãy làm sao để chiếc xe xứng đáng với số tiền bỏ ra. Các bạn xem thấy video này hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh để được xem các video tiếp theo. Chúc các bạn